Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp những câu chuyện về Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Nhận định và đánh giá về cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của tác giả Lâm Vĩnh Thế đăng trên Nam Kỳ Lục Tỉnh. Ở phần trước, chúng ta đã biết, từ năm 1969 trở đi, Tổng thống Thiệu lấy tư cách là Tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa theo hiến pháp, nắm hết quyền hành về quân sự, ra lệnh trực tiếp cho các vị tư lệnh của các quân đoàn và các đại đơn vị, không thông qua Bộ Tổng tham mưu nữa. Dưới sự giúp đỡ của Mỹ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có hơn 1 triệu quân với đầy đủ các quân binh chủng và lực lượng tổng trữ bị, dập quân theo mô hình của quân đội Mỹ. Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn không có khả năng kinh tế để nuôi dưỡng và duy trì một quân lực hùng hậu và hiện đại như vậy nếu không có viện trợ của Hoa Kỳ. Vào đầu năm 1975, sau khi Thượng viện Hoa Kỳ không phê chuẩn Hiệp định Paris, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua War Power Act vào ngày 7 tháng 11 năm 1973, giới hạn tối đa quyền của Tổng thống gửi quân ra nước ngoài, và Tổng thống Nixon phải từ chức vào ngày 9 tháng 8 năm 1974 vì vụ Watergate, và được thay thế bởi ông Gerald Ford, Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ không hề được dân bầu. Quốc hội Hoa Kỳ đã cắt giảm nghiêm trọng quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1973, con số này là 2,8 tỷ đô la. Năm 1974, cắt xuống còn 1 tỷ, và 3 ngày sau khi Tổng thống Nixon từ chức vào ngày 11 tháng 8 năm 1974, Quốc hội cắt thêm 300 triệu nữa, chỉ còn lại 700 triệu đô la. Hoa Kỳ đã hoàn toàn không có phản ứng gì cả sau khi phe Cộng sản vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Paris trong vụ tấn công tỉnh Phước Long giữa tháng 12 năm 1974 và chiếm được tỉnh này vào ngày 6 tháng 1 năm 1975. Một ngày trước khi tướng Phú tuyên bố ban mê thuật bất hạ viện, Mỹ đã biểu quyết cắt hoàn toàn 300 triệu Mỹ Kim quân viện bổ túc cho Việt Nam Cộng Hòa mà trước đây Tổng thống Ford đã cố gắng đệ trình Quốc hội. Và chính cái suy nghĩ lúc đó đã thúc đẩy ông tin rằng Việt Nam Cộng Hòa không còn có đủ khả năng và phương tiện để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của mình nữa. Ngày 11 tháng 3 năm 1975, một ngày sau khi ban mê thuật lọt vào tay quân Cộng sản, ông triệu tập một cuộc họp rất quan trọng tại Dinh Độc Lập. Tổng thống Thiệu đã trình bày ý tưởng của ông là quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn có thể giữ lại được hai vùng 3 và 4 mà thôi. Có nghĩa là phải cắt bỏ hai vùng 1 và vùng 2 ở phía Bắc của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa cho phía Cộng sản. Ngày 14 tháng 3 năm 1975, Tổng thống Thiệu lại có một cuộc họp quan trọng khác tại Cam Ranh. Lần này là với Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh vùng 2. Chính tại cuộc họp định mệnh này mà Tổng thống Thiệu với tư cách là Tổng thống và đương nhiên là Tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã biến suy nghĩ của ông thành hành động, trực tiếp ra lệnh cho tướng Phú rút bỏ khỏi Pleiku, Kon Tum. Bối cảnh và thời điểm của lệnh. Về bối cảnh và thời điểm, Tổng thống Thiệu trực tiếp ra lệnh này cho Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, tại cuộc họp ở Cam Ranh ngày 14 tháng 3 năm 1975. Tại thời điểm này, Việt Nam Cộng Hòa đang ở vào giai đoạn khó khăn nhất. Suốt cuộc chiến tranh kéo dài gần 20 năm, mức quân viện từ Hoa Kỳ bị cắt giảm nặng nề và có thể sẽ không còn nữa trong tài khoá năm 1976. Đưa quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến chỗ không còn khả năng tác chiến hiệu quả như trước nữa, không còn lực lượng tổng trữ bị để bổ sung cho các mặt trận cần đến vì đã được điều động đi khắp nơi hết rồi. Hai tỉnh Phước Long và Ban Mê Thuật đã bị quân Cộng sản chiếm mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa không có khả năng đánh chiếm lại được. Và trước tình hình như vậy, vị Tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã có ý quyết định phải cắt bỏ hai quân khu 1 và 2, chỉ giữ lại hai quân khu 3 và 4 mà thôi. Khi ra lệnh rút bỏ Pleiku, Kon Tum cho tướng Phú, Tổng thống Thiệu lần đầu tiên chính thức thực hiện cái quyết định cắt bỏ lãnh thổ đó. Tuy đã có họp với các tướng lãnh cao cấp vào ngày 11 tháng 3 năm 1975 như chúng ta đã thấy trong phần trên, nhưng Tổng thống Thiệu phải một mình chịu trách nhiệm về quyết định này vì đây là ý nghĩ của ông, và ba vị tướng kia hoàn toàn không có đóng góp gì cả trong cuộc họp, họ gần như chỉ đóng vai trò làm nhân chứng mà thôi. Trong cuộc họp tại Cam Ranh ngày 14 tháng 3 năm 1975 thì cũng vậy, không có một tướng nào có một lời phản biện nào cả. Tướng Phú là người mang cấp bậc thấp nhất tại cuộc họp nên lại càng không có ý kiến gì cả, vì ông đã thấy rõ là Tổng thống đã quyết định như vậy với sự đồng thuận của ba vị tướng lãnh cao cấp kia. Thật là một điều hết sức đáng tiếc về một cuộc họp
này cho một quyết định vô cùng quan trọng về quân sự và chính trị của Việt Nam Cộng Hòa. Tính chất của lệnh. Về tính chất của lệnh thì đây là một lệnh tối mật, chỉ có các sĩ quan cao cấp của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 được biết mà thôi, ngay cả các sĩ quan cao cấp tại Bộ Tổng Tham mưu cũng không được thông báo. Trong cuốn hồi ký của ông, Đại tá Hoa còn cho biết thêm là khi ông liên lạc với Đại tá Lê Khắc Lý, Tham mưu trưởng Quân đoàn 2 để thông báo về việc ông điều động phi cơ vận tải C-130 lên Pleiku cho quân đoàn 2, thì Đại tá Lý cũng không cho ông biết sử dụng các phi cơ đó trong việc gì. Các giới chức Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng hoàn toàn không được thông báo gì về cái lệnh này. Tác giả Đỗ Sơn trong tác phẩm Chuẩn tướng Phạm Duy Tất và sự thật cuộc triệt thái quân đoàn 2 đã có ghi lại cuộc phỏng vấn của ông với chuẩn tướng Phạm Duy Tất về cuộc triệt thoái này. Khi được hỏi về việc tướng Phú đã truyền đạt lại lệnh của Tổng thống Thiệu như thế nào tại cuộc họp của quân đoàn 2 vào buổi chiều ngày 14 tháng 3 năm 1975, thì tướng Tất đã trả lời như sau: lệnh Tổng thống là giữ bí mật tuyệt đối, chỉ rút quân chủ lực còn bỏ lại tất cả. Có nghĩa là bỏ tiểu khu, bỏ địa phương quân, nghĩa quân và dân chúng. Có người đã hỏi tại sao như vậy, tướng Phú trả lời: Tổng thống đã có nói, nếu họ muốn theo thì họ sẽ biết cách đi theo, các anh khỏi phải lo, phải rút nhanh, gọn để bảo toàn sự bất ngờ. Tính chất tối mật này không còn giữ được lâu vì trên thực tế không thể nào có thể giữ được bí mật việc di chuyển cả một quân đoàn. Cuốn hồi ký của Đại tá Hoa cho biết khi phi cơ C-130 mà ông điều động lên Pleiku vào sáng ngày 16 tháng 3 năm 1975, khi đến phi trường Củ Hanh Pleiku đã không thể nào đáp xuống được vì người ta không thể tưởng tượng nổi, vì người ta đông không thể tưởng tượng nổi. Nội dung của lệnh. Về mặt nội dung, lệnh của Tổng thống Thiệu gồm hai phần: một, bỏ Pleiku, Kon Tum, rút toàn bộ quân chủ lực của quân đoàn 2 về vùng duyên hải, và hai, tổ chức lại lực lượng để phản công tái chiếm Ban Mê Thuột. Quân đoàn 2 chỉ thực hiện được một phần của lệnh này, phần 2 của lệnh này không bao giờ được thực hiện vì trên thực tế sau cuộc triệt thoái quân đoàn 2 không còn hiện hữu nữa. Lệnh của Tổng thống Thiệu như đã nói ở trên là rút nhanh gọn để bảo toàn sự bất ngờ, nhưng hoàn toàn không có gì để nói hết về khung thời gian, như vậy có thể được xem như là giao toàn quyền cho tướng Phú quyết định về khía cạnh này. Và tướng Phú trong cuộc họp với các sĩ quan cao cấp tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 của ông vào đêm 14 tháng 3 năm 1975 đã quyết định bắt đầu ngay cuộc triệt thoái vào sáng ngày 16 tháng 2 năm 1975, nghĩa là chỉ sau có một ngày chuẩn bị, ngày 15 tháng 3 năm 1975 mà thôi. Nghĩa là trên thực tế có thể xem như là không có chuẩn bị gì cả. Một điều gần như không có thể nào tưởng tượng được trong một cuộc hành quân ở cấp quân đoàn. Một điều cũng không bình thường là ngay cả lệnh hành quân trên giấy tờ mà lẽ ra Bộ Tư lệnh hành quân đoàn phải gửi cho các đơn vị trực thuộc quân đoàn cũng không có luôn. Tính khả thi của lệnh. Về tính khả thi của lệnh này được Tổng thống Thiệu đưa ra trong một bối cảnh chính trị quân sự hết sức nghiêm trọng. Có rất nhiều vấn đề cần phải được xem xét và đánh giá một cách đầy đủ và khách quan. Trước hết là cách thức ra lệnh của Tổng thống Thiệu khi ông cảm thấy không thuyết phục được tướng Phú về chủ trương rút bỏ vùng 2 của ông. Vì tướng Phú xin được cùng toàn quân ở lại tù thủ, ông đã sử dụng đến hạ sách là hăm dọa cách chức và bỏ tù tướng Phú. Như người viết đã trình bày ở bên trên, lệnh triệt thoái này gồm hai phần. Phần 1. Rút lực lượng chủ lực của quân đoàn 2 ra khỏi Pleiku và Kon Tum. Và 2. Tổ chức lại lực lượng để phản công tái chiếm Ban Mê Thuột. Như vậy, phần 2 chính là mục tiêu để biện minh cho phần 1 và chỉ là phương tiện. Lý luận này hoàn toàn không có cơ sở và vững chắc. Ban Mê Thuột đã mất và quân đoàn 2 với lực lượng sẵn có và sẽ không có thêm bất cứ một lực lượng tổng trừ bị nào được tăng thêm nữa cả, đã không thể phản công tái chiếm. Thì làm thế nào cùng với lực lượng đó chắc chắn sẽ bị giảm thiểu rất nhiều sau cuộc triệt thoái, lại có thể phản công chiếm lại được Ban Mê Thuột. Đó mới chỉ xét sự việc thuần túy về mặt lực lượng mà thôi, còn về mặt tinh thần chiến đấu của binh sĩ thì sao? Chắc chắn sẽ bị giảm sút trầm trọng sau khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thua hai trận lớn, đã mất luôn hai tỉnh và toàn bộ một quân đoàn phải rút lui. Tổng thống Thiệu có thể đã nghĩ rằng rút bỏ Pleiku, Kon Tum thì quân đoàn 2 sẽ không còn phải trải quân bảo vệ các vùng đó nữa.
vậy có thể tập trung nhiều quân hơn để tấn công Buôn Mê Thuột. Nếu quả thật ông đã suy nghĩ như vậy, thì ông quên là Bắc Việt cũng sẽ không cần các sư đoàn của họ bao vây Pleiku và Kon Tum nữa, mà sẽ tập trung chúng lại để bảo vệ Ban Mê Thuột. Ngoài ra, về phương diện tinh thần và binh sĩ, thì quân Bắc Việt chắc chắn sẽ cao hơn tinh thần của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa rất nhiều, vì họ đang liên tiếp chiến thắng và đã khiến cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải triệt thoái cả một quân đoàn. Một điều chưa từng xảy ra trong suốt cuộc chiến tranh gần 20 năm, chuyện phản công tái chiếm Ban Mê Thuột, mục tiêu của lệnh triệt thoái này rõ ràng là một chuyện không tưởng. Câu hỏi cần có lời giải đáp là có thể nào Tổng thống Thiệu, một vị tướng lãnh cao cấp, có nhiều kinh nghiệm và là một người luôn luôn làm việc có tính toán cẩn thận, lại có thể suy nghĩ nông nổi như vậy hay không? Câu trả lời của người viết bài này là không. Tổng thống Thiệu chỉ dùng nó làm cái cớ để thực hiện việc cắt bỏ vùng 2 mà ông đã quyết định tại cuộc họp ngày 11 tháng 3 năm 1975 tại Dinh Độc Lập với các tướng Khiêm, Viên và Quang. Suy nghĩ thêm một chút nữa, chúng ta cũng thấy rằng ông không đề cập gì cả đến cái chuyện tái chiếm Pleiku và Kon Tum, nghĩa là nếu có phản công thì chỉ là để tái chiếm lại Ban Mê Thuột mà thôi, không phải để chiếm lại vùng 2. Tóm lại, mức độ khả thi của lệnh này là rất đáng nghi ngờ. Cách thi hành lệnh. Về cách thức thi hành thực hiện lệnh này thì có thể tóm tắt trong một câu: không được chuẩn bị chu đáo. Nếu không muốn nói là không có chuẩn bị gì cả, đây là một lỗi lầm lớn, rất lớn của tướng Phú. Dù cho lệnh của Tổng thống Thiệu là phải thực hiện cho nhanh, ông cũng không thể và không nên thực hiện quá nhanh như vậy. Chắc chắn ông phải biết rằng dân chúng vùng 2, đặc biệt là Pleiku, nơi đóng Bộ Tư lệnh Quân đoàn, sẽ biết việc triệt thoái này và họ sẽ đi theo. Như vậy, ông không thể chỉ quan tâm đến khía cạnh quân lính và quân trang quân dụng, mà phải tính trước cả các yếu tố dân chúng, mà dân chúng bị hoảng hốt, kinh hoàng trước việc lui binh vĩ đại, vô tiền khoáng hậu này. Ngoài ra, một số việc của tướng Phú trong thời gian này cũng cần phải được đánh giá. Việc thứ nhất là việc ông đòi hỏi gần như là một điều kiện để đánh đổi cho việc ông phải thi hành lệnh vô cùng khó khăn này. Tổng thống Thiệu phải đồng ý thăng cấp chuẩn tướng cho đại tá Phạm Duy Tất chỉ huy trưởng biệt động quân vùng 2. Tình hình quân sự lúc bấy giờ hoàn toàn không phù hợp cho việc thăng cấp trong quân đội. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang thua trận nặng nề, chứ có phải là đang chiến thắng oanh liệt gì đâu. Thứ hai, chỉ thăng cấp cho một vị đại tá là ông Tất mà thôi, vì lý do gì cũng không thấy nói rõ, nhưng chắc chắn không phải do hành động gì phi thường tại mặt trận lúc bấy giờ. Làm sao không tạo ra sự gièm pha? Ông Tất là bạn thân của ông Phú từ nhiều năm và bất mãn của các vị đại tá khác trong Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Trong lúc đang cần sự đồng thuận và cộng tác tích cực của các sĩ quan cao cấp quân đoàn trong cuộc hành quân hết sức quan trọng này. Việc thứ ba là tướng Phú gần như không có mặt trong cuộc triệt thoái này. Sáng ngày 15 tháng 3, ông và một số sĩ quan trong bộ tham mưu của ông bay về Nha Trang với lý do là để thiết lập đại bản doanh mới cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Cũng trong ngày 15 tháng 3 này, chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, phụ tá hành quân của tướng Phú, bay về Tuy Hòa để chuẩn bị cho việc tiếp đón đoàn quân triệt thoái. Việc chỉ huy tổng quát cuộc triệt thoái này được giao cho tướng Tất. Đây có thể là động cơ chính của tướng Phú trong việc hết sức cố gắng xin Tổng thống Thiệu thăng cấp chuẩn tướng, cho đại tá Tất. Theo kế hoạch, chỉ có sư đoàn 6 không quân sẽ tự lo liệu để di chuyển toàn bộ lực lượng về căn cứ không quân Phan Giang. Tất cả các lực lượng còn lại của quân đoàn 2 sẽ đi chung với nhau. Mỗi ngày sẽ có một đoàn 200 đến 250 xe sẽ rời Pleiku với binh sĩ và chiến cụ. Toàn bộ các lực lượng chủ lực của quân đoàn 2 hiện diện trong vùng Pleiku, Kon Tum lúc đó gồm một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 44, sư đoàn 23 bộ binh, 6 liên đoàn biệt động quân 4, 7, 21, 22, 24 và 25, thiết đoàn 21 chiến xa M48 thực lữ đoàn 2 kỵ binh, 2 tiểu đoàn pháo 155 ly, 1 tiểu đoàn pháo 175 ly tầm xa, liên đoàn 20 công binh chiến đấu, liên đoàn 231 yểm trợ tiếp vận. Theo kế hoạch mà tướng Phú đã đề nghị tại cuộc họp ở Cam Ranh ngày 14 tháng 3 và được Tổng thống Thiệu và các tướng lãnh hiện diện đồng chấp thuận, liên tỉnh lộ 7B, con đường tách ra từ quốc lộ 14 là quốc lộ nối liền Pleiku với Ban Mê Thuột từ ngã ba Mỹ Thạch đi về hướng đông nam tiến đến Tuy Hòa đã được chọn để rút quân. Lý do là vì cả hai quốc lộ huyết mạch nối liền cao nguyên với duyên hải là quốc lộ
19 nối liền Pleiku với Quy Nhơn và quốc lộ 21 nối liền Ban Mê Thuật với Ninh Hòa đều đã bị các đơn vị quân Bắc Việt đóng chốt và cắt đứt. Liên tỉnh lộ 7B là một con đường trải đá dài 182 km ít được sử dụng vì hư hại nhiều, gần như bỏ hoang, gồm 3 đoạn như sau: từ ngã ba Mỹ Thạch đến Treo Reo 84 km đường tốt, từ Treo Reo đến Củng Sơn 48 km, qua đèo Tuna cách Treo Reo khoảng 4 km về phía nam, ngày nay gọi là đèo Tona, qua cầu sông Ba thời Pháp gọi là cầu Le Bắc. Sông Ba ở khúc này rất rộng nên cầu này dài đến 600 mét nhưng đã bị sập từ lâu, và sau cùng phải qua cầu cả núi một nhánh của sông Ba trước khi đến Củng Sơn. Từ Củng Sơn đến Tuy Hòa 50 km, đoạn đường này đã bị quân đồng minh Đại Hàn gài rất nhiều mìn trước năm 1973. Nói chung, liên tỉnh lộ 7B không phải là một trục lộ giao thông tốt cho cuộc rút quân, nhưng đó là con đường duy nhất còn lại có thể tạo ra yếu tố bất ngờ cần thiết cho cuộc rút quân. Lịch trình rút quân được sắp xếp như sau: ngày 16 tháng 3, liên đoàn 20 công binh chiến đấu đi tiền tiêu mở đường và sửa chữa cầu đường nếu cần. Liên đoàn 6 biệt động quân đi theo để yểm trợ cho công binh. Cùng đi trong đợt đầu tiên này là một số đơn vị tiếp vận, quân cụ di chuyển trên khoảng 200 quân xa cùng với một số đơn vị pháo binh và một chi đoàn thiết giáp M48 thuộc thiết đoàn 21 đi theo để bảo vệ đoàn xe. Ngày 17 tháng 3, các đơn vị còn lại của tiếp vận, pháo binh và quân y di chuyển trên khoảng 250 quân xa với một chi đoàn thiết giáp M48 đi theo để bảo vệ đoàn xe. Ngày 18 tháng 3, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và một vài đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh, các đơn vị quân cảnh, tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 44 Sư đoàn 23 và một đơn vị thiết giáp đi theo bảo vệ đoàn xe cũng gồm khoảng 250 quân xa. Ngày 19 tháng 3, các liên đoàn biệt động quân còn lại và các đơn vị thiết giáp cuối cùng đi tập hậu để trận địch quân truy kích. Bản đồ liên tỉnh lộ 7B. Ngày đầu tiên của cuộc rút quân diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp, đúng kế hoạch vì dân chúng cũng như các đơn vị quân Bắc Việt chưa hay biết về cuộc triệt thoái. Nhưng vào cuối ngày thì dân chúng Pleiku đã biết chuyện và họ lũ lượt kéo nhau chạy theo đoàn quân di tản. Cũng trong buổi chiều ngày hôm đó, tướng Văn Tiến Dũng của Bắc Việt cũng đã biết tin về cuộc triệt thoái của quân đoàn 2 và ông ra lệnh cho tư lệnh sư đoàn 320 phải cấp tốc truy quích quân đoàn đang triệt thoái trên liên tỉnh lộ 7B. Ngày hôm sau, ngày 17 tháng 3, dân chúng bắt đầu nhập vào đoàn quân triệt thoái bằng đủ tất cả những phương tiện di chuyển mà họ có, kể cả số rất đông đi bộ, tất cả khiến cho quân đoàn không thể di chuyển nhanh được. Một cảnh ngày 18 tháng 3, đoàn quân đi đến được Treo Reo và ngừng lại vì công binh chưa làm kịp cầu bắc qua sông Ba ở phía nam Treo Reo. Cũng trong ngày này, trước tình hình cuộc triệt thoái có vẻ như thuận lợi và với yếu tố bất ngờ, tướng Phú thay đổi ý kiến, ông ra lệnh ngưng cuộc lui binh và thay vào đó là lệnh lập tuyến phòng thủ tại hậu bổn. Bộ Tư lệnh Tiền phương của quân đoàn 2 dưới sự chỉ huy của chuẩn tướng Trần Văn Cẩm đã đặt ngay tại một trường học trong thị trấn Hậu Bổn, Treo Reo. Nhưng ngay hôm đó, các đơn vị thuộc sư đoàn 320 của Bắc Việt đã bắt kịp đoàn quân triệt thoái tại Treo Reo và bắt đầu tấn công bằng tất cả hỏa lực mà họ có, gây thiệt hại rất nặng cho đoàn quân triệt thoái và dân chúng đi theo. Rất nhiều quân xa bốc cháy, nhiều trọng pháo và thiết giáp đã bị phá hủy, xe cộ và xác người ngổn ngang trên tỉnh lộ trong thị trấn. Liên đoàn 23 biệt động quân được lệnh tiến chiếm đèo Ban Play ở phía tây thị trấn Treo Reo để chặn đứng sức tấn công của quân Bắc Việt, kéo dài thời gian để giúp cho công binh có thể làm xong được cầu bắc qua sông Ba. Ngày 19 tháng 3, trận kịch chiến vẫn tiếp tục diễn ra tại Treo Reo giữa các liên đoàn biệt động quân và các đơn vị của sư đoàn 320 Bắc Việt đang truy kích. Trong ngày này, một số đơn vị địa phương quân người thượng đã nổi loạn, bỏ hàng ngũ, cướp phá, gây hỗn loạn trong đoàn quân triệt thoái. Trong lúc trận chiến đang diễn ra ác liệt, một phi tuần phản lực cơ A-37 của Không quân Việt Nam Cộng Hòa oanh tạc lầm vào quân bạn, gây thiệt hại rất nặng cho một tiểu đoàn của liên đoàn 7 biệt động quân và làm cho tình hình
Trong đoàn quân triệt thoái càng thêm hỗn loạn, mệnh lệnh và kỷ luật gần như không còn nữa. Một số cấp chỉ huy của các thiết đoàn cũng như các tiểu đoàn biệt động quân có nhiệm vụ yểm trợ. Các đoàn quân triệt thoái không còn chỉ huy được các đơn vị của họ nữa. Trước tình hình rối loạn, không còn kiểm soát được nữa tại Hậu Bồn, Tứ Phú lại một lần nữa thay đổi ý kiến, ra lệnh bỏ tuyến phòng thủ ở Hậu Bồn và tiếp tục nuôi quân về Tuy Hòa. Ông cho trực thăng tới bốc bộ tư lệnh tiền phương của quân đoàn đưa về Tuy Hòa. Dương Tướng Cẩm là người ở lại sau cùng nên chính trực thăng của tôi, tức là chuẩn tướng Phạm Duy Tất, bốc ông. Kể từ lúc này trở đi không còn một vị tướng lãnh nào trong quân đoàn, trong đoàn quân triệt thoái nữa hết. Việc chỉ huy thống nhất hoàn toàn không còn nữa, đoàn quân như rắn bắt đầu, binh sĩ cảm thấy bị bỏ rơi. Các cấp chỉ huy, các đơn vị mạnh ai nấy lo. Trong thời gian đó, không quân Việt Nam Cộng Hòa được lệnh ném bom phá hủy tất cả các chiến cụ nặng, không để chúng lọt vào tay địch quân. Sáng ngày 20 tháng 3, đoàn quân triệt thoái cố gắng phá vòng vây của các đơn vị thuộc Sư đoàn 23 Bắc Việt thoát ra khỏi Hậu Bồn để tiến về phía Củng Sơn, nhưng mới được khoảng nửa đường thì bị chặn lại vì Phú Túc đã bị quân Cộng sản chiếm. Liên đoàn 7 biệt động quân được lệnh tiến lên tấn công dũng mãnh và chiến thắng, chiếm lại được Phú Túc trong cùng ngày. Ngày hôm sau, ngày 21 tháng 3, đoàn quân tiếp tục tiến về Củng Sơn, mặc dù vẫn tiếp tục bị quân địch truy kích. Trên đường đi, sau khi rời khỏi Phú Túc, tình hình mất kỷ luật bên trong đoàn quân triệt thoái càng lúc càng tệ hơn. Binh sĩ nhiều đơn vị tranh nhau, kể cả bắn nhau để vượt lên trước, súng bắt đầu nổ từ một phe, bạo lực lan nhanh như lửa cháy đồng. Trong chốc lát, nó bao trùm cả đoàn xe, súng nổ khắp nơi, người ta bắn để cướp đường dành đi trước. Bấy giờ, súng không nổ phát một, người ta đã bắn hàng tràng đại liên, không bắn chỉ thiên mà bắn xả lên đầu. Đoàn xe sau cùng cũng đến được bờ sông Ba. Lúc đó, liên đoàn 20 công binh chiến đấu vẫn chưa làm xong cầu. Cầu phao đã được đưa từ Nha Trang lên Tuy Hòa, nhưng sau đó không đưa được bằng đường bộ từ Tuy Hòa về Củng Sơn vì các chốt chặn của quân Cộng sản. Sau cùng, không quân Việt Nam Cộng Hòa phải sử dụng đến các trực thăng khổng lồ chiến đốc CH-47 để đưa từng phần từ Tuy Hòa về Củng Sơn. Liên đoàn 6 biệt động quân tại phòng tuyến phía Tây Củng Sơn đã chiến đấu rất ác liệt để chặn đứng cuộc tấn công của Trung đoàn 64 Sư đoàn 320 Bắc Việt nhằm giúp cho công binh hoàn thành cầu phao bắc ngang qua sông Ba. Ngày 22 tháng 3, cầu phao làm xong, đoàn xe bắt đầu vượt sông Ba. Lúc bắt đầu vượt sông, vì tranh nhau qua cầu cho nhanh, một số xe tiến quá nhanh đã làm sập luôn một đoạn cầu phao, gây thêm một số thương vong. Công binh đã nhanh chóng sửa chữa lại đoạn cầu bị sập, và quân đoàn triệt thoái được đoàn quân triệt thoái qua được sông Ba, sử dụng tỉnh lộ 436 để tiến về Tuy Hòa. Các tiểu đoàn 35, 51 thuộc liên đoàn 6 biệt động quân tiếp tục bám giữ phòng tuyến tại Củng Sơn để bảo vệ phía sau của đoàn quân. Tiểu đoàn 34 thuộc liên đoàn 7 biệt động quân tiến về phía trước, nhổ từng chốt trận của cộng quân để giúp cho đoàn quân triệt thoái tiến về Tuy Hòa. Ngày 27 tháng 3 vào lúc 9 giờ tối, những chiếc quân xa đầu tiên của đoàn quân triệt thoái về đến Tuy Hòa. Hậu quả của lệnh. Về mặt hậu quả, cuộc triệt thoái này là bước đầu của tiến trình sụp đổ nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của Việt Nam Cộng Hòa. Nếu tính từ ngày 16 tháng 3 năm 1975, ngày khởi đầu của cuộc nuôi quân, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng quân Bắc Việt tại Dinh Độc Lập, thời gian chỉ có 44 ngày. Hậu quả đầu tiên và trực tiếp của cuộc triệt thoái vô tiền khoáng hậu trong lịch sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa này là việc quân đoàn 2 đã bị xóa sổ. Và điều này có nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa đã mất đi 1/4 lực lượng quân sự trong vòng chỉ hơn có 10 ngày. Khoảng 60.000 quân chủ lực khi về đến Tuy Hòa chỉ còn lại khoảng 20.000. 5 liên đoàn biệt động quân với quân số khoảng 7.000 chỉ còn lại 900 người. Lữ đoàn 2 kỵ binh với hơn 100 thiết xa các loại, còn đúng 13 thiết vận xa M113. Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tổng kết thiệt hại của quân đoàn 2 trong tác phẩm của ông viết bằng Anh ngữ. The Final Collapse. Như sau. At least 75% of 2nd Corps combat strength, to include the 23D Infantry Division as well as Ranger, Armor, Artillery, Engineer, and Signal units, had been tragically expended within 10 days.
xin tạm dịch sang Việt ngữ như sau: ít nhất 75% lực lượng chiến đấu của quân đoàn 2, bao gồm các đơn vị sư đoàn 23 bộ binh cũng như biệt động quân, thiết giáp, pháo binh, công binh và truyền tin đã bị tiêu diệt một cách bi thảm trong vòng 10 ngày. Về phương diện lãnh thổ, quân đoàn 2 đã bớt gần hết các tỉnh thuộc vùng cao nguyên, đó là các tỉnh Pleiku, Kon Tum, Đắk Lắk, Phú Bổn. Với các tỉnh còn lại là Lâm Đồng, Tuyên Đức và toàn bộ các tỉnh vùng Duyên Hải đang bị đe dọa rất nặng nề. Các hậu quả dây chuyền tiếp theo là việc quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải rút lui khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của quân đoàn 1 và 2 đã bị áp lực nặng nề của các sư đoàn quân Bắc Việt. Trong thời gian này, một số chỉ huy cao cấp của quân đoàn 2 như chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, tư lệnh tiền phương đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng đã bị địch quân bắt làm tù binh. Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1 phải rút bỏ Huế và Đà Nẵng, lần lượt tất cả các lãnh thổ của hai quân khu này đều lọt vào tay địch. Quân đoàn 3 phải thiết lập bộ tư lệnh tiền phương tại Phan Giang, nhưng chẳng bao lâu, phòng tuyến này cũng bị tan vỡ vào ngày 15 tháng 4 năm 1975 và Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh và chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, tư lệnh sư đoàn 6, không quân từ Pleiku di chuyển về cũng đã bị địch quân bắt làm tù binh. Bắc Việt tập trung tất cả 5 sư đoàn tấn công Xuân Lộc nhưng bị sư đoàn 18 của Thiếu tướng Lê Minh Đạo chặn đứng lại. Phe Cộng sản quyết định bỏ Xuân Lộc tiến thẳng về Sài Gòn và Việt Nam Cộng Hòa đã đầu hàng vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kết luận cho mục quân sự. Tuy có đầy đủ điều kiện để có thể đảm nhận vai trò Tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Thiệu đã hoàn toàn sai lầm khi quyết định cắt bỏ vùng 2, đưa đến hậu quả vô cùng tai hại và sụp đổ quá nhanh chóng của Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, điểm F.